Xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nông nghiệp phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã đồng hành cùng chương trình. Ngành hàng nông nghiệp bứt phá trong quý 4, mục tiêu cán đích 55 tỷ đô la Mỹ. Đồng bằng sông Cửu Long, gần 58.000 hecta đất lúa được chuyển đổi sang cây trồng khác. Thành phố Cần Thơ tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng cho 35.000 hộ chăn nuôi. Với mục tiêu cán đích 55 tỷ đô la Mỹ trong xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, đa dạng hóa thị trường, tạo sức bật đối với những mặt hàng thế mạnh. 6 mặt hàng chủ lực kỳ vọng thu hút tỷ đô, đó là gạo, rau quả, cà phê, hạt tiêu, điều và thủy sản. Ngay nửa đầu tháng 10, với sản phẩm lâm sản và thủy sản, cơ cấu thị trường đã có sự thay đổi lớn. Như thị trường Mỹ, giá trị xuất khẩu giảm hiện còn trên 20%, nhưng Trung Quốc lại tăng lên 21%. 3 tháng cuối năm đòi hỏi cả nông dân và doanh nghiệp giữ vững chất lượng và đảm bảo nguồn cung. Trên cơ sở này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung xúc tiến thương mại vào các thị trường truyền thống như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU với các sản phẩm lợi thế, đồng thời đẩy mạnh đàm phán để đa dạng hóa hàng nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường. Việc tham gia các hội chợ quốc tế cũng là cách tìm cơ hội cho nông sản Việt Nam. Tại hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Đức, 80 doanh nghiệp Việt Nam nổi bật và tạo được dấu ấn với các sản phẩm rau quả đông lạnh hay đóng hộp. Xu hướng tiêu dùng của người châu Âu là chế độ ăn giảm thịt cá, chuộng thực phẩm tự nhiên, thân thiện với môi trường. Xu hướng này thuận lợi cho nông sản thô, rau củ và hoa quả, một thế mạnh của Việt Nam. Hiện nay, với khả năng nhập khẩu hàng năm của châu Âu từ 125.000 đến 130.000 tấn, thì Việt Nam chiếm khoảng 45% tổng thị phần nhập khẩu của châu Âu. Thách thức đặt ra là chất lượng thực phẩm không chỉ phải ngon, sạch mà còn giảm phát thải. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, năm 2023, Đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi được gần 58.000 hecta, trong đó cây hàng năm là gần 44.000 hecta. Cục trồng trọt đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu, lựa chọn giống có năng suất và chất lượng cao, chống chịu được sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật từng loại cây trồng chuyển đổi cho các hộ dân, kết nối và mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, cung ứng giống tốt và bao tiêu sản phẩm ổn định cho nông dân. Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang cùng các bên liên quan xây dựng nền tảng mạng nhà nông, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các thông tin thị trường, giá cả nông sản chính, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, cẩm nang sản xuất sẽ được cung cấp miễn phí. Qua đây, có sự chia sẻ, liên thông ở cấp quy mô hộ, hợp tác xã để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp tham gia mạng lưới cũng có cơ hội thông tin sản phẩm, các dịch vụ nông nghiệp tới bà con. Cơ quan quản lý cũng thông tin tới bà con nhanh chóng, sát sao hơn trong chỉ đạo sản xuất. Hiện nền tảng thực hiện thí điểm với các hợp tác xã và nhận được phản hồi rất tích cực. Thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi đã chủ động tái đàn để chuẩn bị cho thị trường cuối năm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, môi trường chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Phun xịt khử trùng thường xuyên kết hợp với tiêm vaccine định kỳ là cách để phòng tránh dịch bệnh hiệu quả cho đàn gia súc gia cầm. Đợt này, toàn thành phố sẽ phun xịt khử trùng cho khoảng 35.000 hộ và 24 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Dự kiến sử dụng khoảng 2.000 lít thuốc sát trùng và khoảng 240 người tham gia phun xịt.